Trời ơi, em chán kiểu tóc này rồi. Bình tĩnh nào em yêu, bạn trai hoàn hảo đã liệu sẵn cá rồi. Thật sao? Đúng là thế à? Xem phim một mình rất là chán, nhưng có người ấy tham gia cùng thì khác hẳn. Ta có thể cùng thảo luận tình tiết và nội dung phim. Và anh ấy rất muốn xem show phim hài Brazilian dài 2 tiếng. Cặp đôi này có chung cảm xúc, họ rất đồng cảm với nhân vật. Mọi cô gái đều mơ ước có người yêu thích xem phim tình cảm, thế hẳn sẽ tuyệt lắm. Nhưng thực tế thì khác. Bạn vừa đặt mông xuống chuẩn bị xem phim thì bạn trai đi vào trong phòng rồi chuyển kênh tivi. Em à, bóng đá thú vị hơn nhiều so với phim ngoại tình và ghen tuông. Trận chiến giành điều khiển kinh điển. Anh đã bảo là xem bóng đá mà. Quân tử nhất ngôn. Anh đụng nhầm người rồi. Phim tình cảm cơ. Em xem đi em yêu, dù sao em ngồi xem trước mà. Sẽ tuyệt làm sao nếu bạn trai giúp mình chọn kiểu móng tay mới. Cứ như có nhà tạo mẫu riêng vậy. Màu hồng đẹp nhất. Anh ấy rất rõ ràng và dứt khoát. Kiểu màu, đôi mắt và mái tóc của bạn. Anh ấy cân nhắc mọi thứ. Dân chuyên thứ thiệt. Cô ấy thật may mắn có người bạn trai như vậy. Nhưng trên thực tế làm sao bạn trai biết chọn màu sơn nào là đẹp? Không, anh ấy chỉ ngồi đó lúc bạn gái phát rồ lên. Và tự hỏi sao mình lại thích sự điên rồ này. Ờ, mấy màu này như nhau mà. Anh ấy thật sự đang cố giúp. Nhưng không tài nào hiểu được 50 sắc độ màu hồng. Được, được rồi, em tự chọn được rồi. Hoàng hô, cuối cùng cũng sắm giá treo quần áo mới. Lắp ráp nội thất là một trọng trách, nhưng bạn trai mình là siêu nhân biết tuốt hết. Anh ấy có thể lắp ráp mọi thứ mà không cần hướng dẫn. Đặt vào đó, vặn chặt chỗ kia. Mười phút là xong hết. Đúng là giấc mơ thành hiện thực. Anh là báo vật. Nhưng ngoài đời tìm đâu ra người như vậy? Trên thực tế, chuyện như này cơ. Anh ấy bày mọi bộ phận ra sàn nhà, rồi đặt bừa tấm ván lên. Chà, thiết kế này ngộ quá ha. Ít nhất thì được thừa ra mấy miếng này này. Mỗi tội là không biết đặt quần áo vào đâu cả. Anh ấy tự tin và bảo rằng không phải lo. Tủ quần áo đâu phải thứ quan trọng nhất trên đời. Tất nhiên rồi, cho đến khi nó bị sập và đè lên chân của ai đó. Một vũng nước ngáng đường chính là cơ hội tuyệt vời để chứng minh tình yêu của bạn thật đáng yêu. Anh ấy bế bạn gái lên và vượt qua mọi chướng ngại vật. Nhiều chiến binh trong bộ giáp sáng bóng, một người hùng, không có gì to tát nhưng thật rung động. Thực tế là con trai cũng đồng ý bế bạn gái qua vũng nước. Nhưng có đủ khỏe không cơ? Hình như là không, anh ấy có tập thể hình đâu. Nhưng cùng nhau ngã vào vũng nước cũng rất vui. Cô nàng sẽ không tha thứ cho một thời gian dài. Và chàng ta sẽ không biết làm sao để dỗ dành bạn gái. Bạn trai hoàn hảo là bạn tập thể hình tốt nhất. Như thế thì tuyệt quá. Cùng đến phòng gym với nhau, cùng năng động, thân thiện và quyết đoán. Cả hai như đang nhào lộn. Mọi thứ đều rõ ràng và sắc nét. Cơ bản đây chính là nghệ thuật. Tiếc là trên thực tế anh ấy như một đứa trẻ vụng về, không hẳn là luyện tập yoga. Kìa, giữa thân bằng nào anh yêu. Cơ bắp cũng không dẻo dai, làm bạn gái phải ra sức ấn xuống.
Dừng lại, dừng lại. Cho anh nghỉ lấy sức. Ta cần từ khóa an toàn. Nhưng tình yêu và kiên nhẫn sẽ giúp họ vượt qua mọi thứ. Này, dậy đi. Không há miệng chờ sung mà có tám muối đâu nha. Chàng trai hoàn hảo luôn dành thời gian chọn nơi thư giãn tuyệt nhất. Monaco là lựa chọn tuyệt vời. Chuyện cổ tích có thật. Anh ấy đặt phòng khách sạn và vé máy bay. Miễn là bạn gái nhỏ hạnh phúc, ta sẽ có một kỳ nghỉ tuyệt vời. Giờ chỉ việc thu xếp hành lý. Nhưng thực tế thì anh ấy sẽ luôn chọn cơ hội nào rẻ hơn. Anh có chắc là ở Mongolia có biển hay không? Phong cảnh có đẹp đâu. Ước em yêu à, ảnh trên mạng trông khác hẳn thật đấy. Ta không thể ở đây được. Về nhà thôi, hãy coi chuyến đi này là ác mộng. Và em sẽ không giao phó chuyện quan trọng cho anh nữa. Cùng bạn trai hoàn hảo, dù là cuộc dạo chơi bình thường cũng trở thành chuyện cổ tích. Anh ấy đã chuẩn bị bất ngờ này suốt thời gian dài, thật lãng mạn. Anh ấy muốn mọi thứ phải thật đẹp đẽ, nên đã làm đúng thế. Bạn gái rất hạnh phúc, có nhẫn và một bó hoa tuyệt đẹp. 100% đồng ý. Khiến bạn bắt đầu tin vào những câu chuyện cổ tích có hậu. Nhưng đã đến lúc hạ cánh rồi. Trên thực tế còn lâu mới lãng mạn như vậy. Em yêu đừng vội mừng. Anh ấy chỉ quỳ xuống để buộc dây giày mà thôi. Chắc là anh ấy chưa định cầu hôn đâu. Anh chồng hoàn hảo sẽ không để vợ phải mất ngủ. Con lại khóc giữa đêm mà. Đừng lo, chồng sẽ dậy và dỗ con cho. Chồng hát ru, kể chuyện cổ tích. Chồng làm được mọi thứ. Và hãy để mẹ ngủ thật ngon. Mẹ đã vất vả cả ngày rồi. Sao không có chỗ nào bán sẵn ông bố như thế này ta? Người mua sẽ xếp hàng dài cả dặm. Còn thực tế, còn có khóc thế nào anh ấy cũng chả dậy. Đời nào, anh ấy cứ ngủ tiếp thôi. Đằng nào thì tiếng còn khóc cũng không làm chồng bận tâm. Anh ấy sẽ không tự dậy mà phải tống cổ anh ấy ra. Và vào buổi sáng, bạn sẽ thấy cảnh này trong phòng. Thật sự rất mệt. Không biết ai dỗ ai ngủ nữa. Bạn trai hoàn hảo luôn chăm sóc bạn gái. Nhầm rồi. Cô ấy không muốn uống cappuccino đâu. Không, nhất định cô ấy sẽ không uống. Thế này là cãi nhau đấy à? Không đời nào. Anh ấy sẽ không để mặt bạn gái đâu. Hôm nay cô ấy rất buồn và bất an. Cô ấy cần được chăm sóc, massage đầu và nghe lời yêu thương. Thế thì sao mà cô ấy giận được nữa? Tách cà phê không mong muốn bỗng đột nhiên được chấp nhận. Anh ấy biết đường vào tim em. Nhưng thực tế làm gì mà dịu dàng như thế? Em không thích cà phê à? Thế thì đừng có uống. Để anh xử cho. Em ở đấy mà giận đi. Rồi, cứ làm quá lên. Đi đi, uống nhiều cà phê không tốt cho sức khỏe đâu. Bạn có tin bạn trai hoàn hảo tồn tại hay không? Hoặc đã từng gặp ai chưa? Hãy bình luận xem nha! Bạn có thích video này không? Hãy nhấn like và đừng quên nhấn nút quả chuông để không bỏ lỡ video nha! Và mời bạn bè theo dõi kênh Trum Trum Select!